Chào tất cả các bạn, mình xin chia sẻ với các bạn hai cái sản phẩm là Amita và Tim Spe của Syngenta. Thì hai cái sản phẩm này thì Amita thì là sản phẩm sinh học, còn Tim là thuốc trừ bệnh hóa học nha. Thì cái Amita thì nó tốt từ xưa tới giờ, còn cái nhưng mà nó mắc, cái chai nó nhỏ xíu à. Đây, cái chai Amita thì nó chai này nó 100 ml, nhưng mà mình pha thì từ 15 đến 20 c trên 25 lít. Thì cái liều nó, nếu mà pha đúng chuẩn thì cái liều nó rất là cao luôn. Ở đây thì mình hay sử dụng nó để xịt kẹp với Govinet và Mancozeb. Thì mình chỉ pha thêm nó lúc nở nhị á, là pha 30 c thôi, 30 c lúc lúc nở nhị, 30 c trên 160 lít nước á. Còn cái tin súp be, này thì mình xài trước khi nở nhị, và khi lên trứng cá rồi thì tiếp tục là quay lại xài tin súp be, còn lúc nở nhị thì xài Amita. Tin súp be thì nó rẻ hơn, chai này 250 c, đâu 190 ngàn, nó rẻ hơn. Thì cái này lúc nở nhị thì ví dụ như trời đang có trái mà có dài cái bông á thì mình sẽ thấy nó cũng đậu, nhưng mà cái để yên tâm hơn mà xịt nở nhị mà đậu nhiều ha, lúc nở nhị á thì mình xịt Amita chứ mình không có xịt tiên. Amita này là sản phẩm sinh học. Nếu mình xài Amita từ đầu tới cuối luôn là vẫn được nha bạn, nhưng mà nó sẽ làm tăng chi phí của mình, cho nên là cái để giảm chi phí á, thì mình sẽ xài tiên lúc mà chắc ăn đậu rồi đó, lúc mà trứng cá trội lên rồi đó. Cái này thì đã quá lớn rồi, cái này là chắc ăn rồi, xài trước cái này nữa, cỡ cỡ vừa rớt nhị rồi, cỡ này là anh đã xài tiên được rồi, không còn xài Amita nữa. Cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ. Chúc các bạn thành công, vui vẻ.